Thẩm Lãng chìa tờ giấy ra hỏi nữ đầu bếp lúc trước có lai lịch như thế nào, bao nhiêu tuổi. Vừa liếc mắt qua, Thiên Thiên đáp ngay 36 tuổi xuân xanh, vốn là tiểu thư khuê các. Bởi vì ra biển gặp hải tặc làm hại thanh danh không thể về nhà nữa, chỉ có thể ở lại nơi này. Bà ta có học vấn rất tốt, nhưng mà ở trong phủ tướng quân học cho lắm tắm cũng cởi chuồng, chỉ có kỹ năng múa chảo dùng được nên được phân phó nấu cơm. Nửa canh giờ sau, thuộc hạ của Cửu Yên Nhi sau khi lùng sục cả biệt viện hốt hoảng chạy đến báo. Một người cố nén vẻ bực tức quỳ ngay xuống báo nhà của đầu bếp thư thục cùng nhà của con trai và con gái bà ta, toàn bộ đều không có ai. Hơn nữa nhà con gái bà ta bị cháy, đã cháy thành cho bụi rồi. Thiên Thiên chen miệng vào cáu bản hỏi thêm rốt cuộc là ai muốn mưu hại tướng quân đã tra ra chưa? Tra ra hay chưa không rõ, nhưng thuộc hạ đã chốt luôn nhất định là thiếu chủ Cửu Kiêu, hắn vẫn luôn coi chủ nhân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Dứt câu, cả hai người còn lại quỳ xuống hô vang cho phép mình đi bái kiến thành chủ để phân đúng sai chuyện này chứ không thể bỏ qua như vậy được. Tiếng hô ồn ào như vậy mà Cửu Yên Nhi nghe cứ như nhạc thiền lầm rầm bên tai, chỉ nhíu mày chốt thôi vậy, việc này đến đây là kết thúc. Tưởng tướng quân bệnh quá mê sảng, đám người lết lại gần giường Quyến Nhi hoang mang hỏi lại cứ như vậy mà buông tha sao? Đang định nói thêm mừ thì là mà để thuyết phục, Cửu Yên Nhi nhắc lại kết thúc ở đây đi làm cả bọn nín mò đành chắp tay thưa vâng dõng dạc. Từ Thiên Thiên chứng kiến mà giận lây, rõ ràng chủ nhân không đành lòng xuống tay. Cô ta và Cửu Kiêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên bên nhau, dù chuyện gì xảy ra vẫn luôn coi hắn là em trai, cho dù tên em trai này là đồ cặn bã ác ôn không ra thể thống cống dẫn gì. Không nhiều lời, Cửu Yên Nhi ra lệnh chỉ đại phu và Thiên Thiên ở lại, những người khác đều lui ra đi. Những người khác bao gồm luôn cả Lục Y nghiến răng nghiến lợi ken két giáp đít trong lòng một lúc vẫn không nghe mình được giữ lại, cay lắm cũng phải xoay người rời đi. Từ Thiên Thiên não nề hạ người khuyên nhủ chủ nhân, nếu như lần này cứ bỏ qua như vậy, Cửu Kiêu sẽ tiếp tục xuống tay. Ngài coi hắn là em trai, hắn lại coi ngài là kẻ địch. Nhưng Yên Nhi không muốn nghe chuyện đó, chỉ qua quýt bảo đừng nói nữa rồi chuyển qua nói với Thẩm Lãng chuyện mình để tâm nhất bây giờ chính là trận quyết đấu sắp diễn ra mấy canh giờ nữa. Giờ sống hay chết cũng được miễn là có mặt có sức để đánh nhau, lời đã hứa không thể rút lại. Có nhắc đến chuyện này là trông cô ta khí khái hơn hẳn, tay phải chỉ vào mặt Thẩm Lãng dặn tình hình hiện tại không thể động chân khí, nếu không mạch máu có thể sẽ nổ tung. Hơn nữa ta vừa mở mắt, cả người cảm thấy trời đất quay cuồng, nôn mửa mãnh liệt. Ngươi có cách nào để ta thoải mái hơn một chút hay không? Chỉ cần có thể đứng lên là ta có thể chiến đấu. Muốn mở miệng hỏi thân thể đã đến nước này, cô lại còn muốn đi quyết đấu lắm rồi mà Thẩm Lãng không dám hở cái giọng vịt được ra, đành chia tờ giấy nhờ Từ Thiên Thiên hỏi giúp Yên Nhi muốn đấu với ai vậy? Trúc Hồng Tuyết. Thẩm Lãng gấp gáp nhận ra đó là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ. Chẳng trách Cửu Yên Nhi dù có chết cũng phải đấu với tên đó một trận. Hắn muốn biết là quyết đấu hay là luận võ. Vậy mà trên môi Cửu Yên Nhi lại nở nụ cười tươi tắn nhẹ bỗng nói mình vừa quyết đấu, vừa phân cao thấp, nhân tiện quyết sinh tử luôn cũng được. Thẩm Lãng thấy ý cuối cùng có vẻ hợp lý hơn đấy, ở trạng thái này đi quyết đấu không khác gì tự tìm đường chết luôn, mà còn có vẻ mong chờ cái chết nữa mới quái lạ chứ. Đại phu nếu như có thể thì mời ngươi động thủ cứu trị, nếu như làm không được cũng mời ngươi rời đi, ta sẽ trả cho ngươi một số tiền lớn. Tiền là phù du, gái gú mới là mãi mãi. Thẩm Lãng suy nghĩ thân thể Cửu Yêu Nhi bây giờ quả thật vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, huyết áp của cô ta rất cao, khả năng chịu đựng của mạch máu đã đến cực hạn có thể vỡ bất cứ lúc nào. Một khi vỡ tung, tất nhiên sẽ tạo thành xuất huyết não nghiêm trọng, với cỡ áp lực máu này, có khi nổ lục bục như pháo hoa trong đầu cô ta luôn cũng nên. Còn có bên ngoài đại não của cô ta tụ máu dưới màng cứng, ngăn chặn một bộ phận não với thần kinh hoạt động. Đây là nguyên nhân chính khiến cô ta không thể đứng lên và cảm thấy trời đất xoay tròn. Nhưng mà khó thế nào thì chuyện này anh vẫn là nhân vật chính, tờ giấy chìa ra ghi có thể trị nghĩa là Thẩm Lãng có thể trị được. Có điều hơi điên thôi, hắn phải làm một cuộc giải phẫu điên rồ nhất từ trước đến nay, trong điều kiện cổ đại này. Vào việc luôn cho nóng, hắn chìa tờ giấy bảo Thiên Thiên đi đốt mê hương để tĩnh tâm. Vừa đọc được dòng đó, cô ta reo lên, chủ nhân, đại phu có thể trị, cần phải thắp hương trước. Trong lúc chỗ Cửu Yên Nhi đang gấp rút chuẩn bị đồ cho Thẩm Lãng lao vào phẫu thuật, ở căn phòng nọ của thành nội triều vang lên tiếng năn nỉ ai đó nấu thịt kho trứng, rồi cả tiếng Akimochi Yamate liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Rõ ràng đã có một trận chiến căng cực căng vang lên, cuối cùng còn lại Lục Y ngồi dậy gài áo thỏa mãn, để Cửu Kiêu nằm vã mồ hôi trên giường như chú ngựa vừa bị cưỡi đi qua 7749 thảo nguyên. Một lúc sau Cửu Kiêu mới ngồi dậy được gọi tiểu tiện nhân kia, chuyện ta bảo cô làm đã làm chưa? Trông thế kia mà yếu thế nhỉ, chưa gì đã vã mồ hôi, được cái cũng thỏa mãn bà nên Lục Y quay ra cười bảo mình làm rồi, ta đã đổi mê hương rồi. Ở đối diện vang lên tiếng hài lòng, con nhỏ này cũng hiểu chuyện phết, mê hương vừa đổi là thứ tốt nhất có thể mua được, Cửu Kiêu ta đã phải tốn một khoản kha khá mới đem về được, dược tính bên trong rất mạnh. Chờ ta thành công ngủ với Cửu Yêu Nhi, nhất định sẽ thưởng trọng thưởng cho cô. Nói đến đó áo xanh sấn sổ xa tới giờ lên người Cửu Kiêu, nũng nhự hỏi thiếu chủ nhân vẫn còn định nạp ta làm thiếp chứ. Gã cười ha ha bảo có chứ, đương nhiên là có rồi, câu trước đồng ý câu sau gọi Lục Y là tiểu tiện nhân. Mặt gã vã mồ hôi nghĩ về viễn cảnh bị Lục Y cưỡi trên mình mỗi đêm mà nụ cười dần méo mó, chỉ có cô là cười thỏa mãn, chẳng mấy chốc chuyện mình dự tính cả một thời gian dài đã sắp thành hiện thực. Nhiều năm về trước khi Lục Y chỉ là một con gái nhỏ của thương nhân gặp nạn trên chiếc tàu bị hải tặc cướp bóc, khóc lóc và lay mạnh đến mấy mẹ cô cũng chẳng tỉnh dậy, xung quanh toàn là hải tặc bọn trợn hả miệng cười khoái chí khi thấy một đứa con gái sót lại sau cuộc đổ sát. Cứ thấy con gái là bọn chúng như thú vào mùa động đực, nói gì con gái da thịt trắng mềm của nhà buôn. Đẩy ngã Lục Y ra nền tàu, chúng cười khoái trá muốn con bé nghe lời mà xả lũ trong người.
Lục Y lúc đó không chống cự được, bỗng chiếc thuyền nghiêng ngả như có sóng lớn ập đến đẩy ngã đám cướp biển hôi hám. Chúng hốt hoảng hỏi chuyện gì thế, là tập kích à? Kẻ nào đó chỉ ra phía ngoài hét lên là thuyền của nữ sát thần Cừu Yêu Nhi, làm cả thuyền nháo nhác muốn tìm cách trốn thoát. Ngay khi hai thuyền áp sát nhau, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua mang theo mấy cái mạng của đám hải tặc gửi lên thiên đàng. Lục Y được giải cứu trong gang tấc, mắt long lanh nhìn bóng người đứng ngực nắng không ngoài ai khác ngoài Cừu Yên Nhi oai phong lẫm liệt với cơ bụng 6 múi thách thức bất kỳ anh trai bắc cua nào. Hai tay cầm hai tay đao lớn đầy máu bắn cả lên mặt, nhưng bàn tay đưa ra cho Lục Y lại chẳng có chút đáng sợ. Dịu dàng bảo lên tàu với ta. Cảnh lúc đó trong đầu Lục Y chẳng khác nào bộ tiểu thuyết cảm động lòng người nhất. Đối với tất cả nữ nhân được Cừu Yêu Nhi cứu vớt mà nói, cô ta chính là nữ thần lấp lánh phát ra thánh quang. Lục Y cũng muốn bắt lấy ánh sáng của Cừu Yêu Nhi để bò lên trên, bò ra khỏi vực sâu hắc ám đã mất đi cha mẹ, muốn hoàn toàn sống một cuộc sống mới. Từ khi đó cô ta muốn trở thành người nhà của Cừu Yêu Nhi, trở thành em gái ruột của cô ta. Có điều sau khi tiếp xúc lâu ngày, cô ta mới phát hiện Cừu Yên Nhi là người xa xôi không thể với tới như vậy. Dù là người rộng lượng nhất lại là người vô tình nhất. Cừu Yên Nhi bảo vệ tất cả những người phụ nữ đáng thương, nhưng lại không đầu tư nhiều tình cảm và sự chú ý hơn cho bất cứ ai. Cứ như đứng trên đỉnh cao bảo vệ vùng đất phong của mình thôi, chứ không đặc biệt chú ý đến ai đang ở trên vùng đất ấy. Sau khi cảm nhận sâu sắc điểm này, Lục Y cảm thấy bản thân u ám thất vọng càng ngày càng nhiều. Nếu như theo đuổi một thứ quá lâu lại không chiếm được, vậy thì sẽ trong lòng sẽ thầm oán hận. Về sau Lục Y gặp Cừu Kiêu. Cừu Kiêu dùng cách thô bạo nhất chà đạp cô ta, khiến cô ta gần như sống không bằng chết. Nhưng cô ta lại nghiện mà chẳng ngại, đúng tuýp người BDSM điển hình. Hơn nữa còn sinh ra sự chờ mong mãnh liệt trong lòng với câu hỏi có lẽ cô ta còn có cơ hội trở thành một trong những chủ nhân của thành nội triều. Vậy nên mới có cảnh Lục Y nằm ôm ấp Cừu Kiêu, thầm thì hỏi thiếu chủ, sao khẩu vị của ngài lại nặng như vậy? Bàn tay Cừu Kiêu xoa xoa cặp mông nhỏ bên ngoài lớp vải xanh, cười khì khì, khẩu vị của ta đâu phải cô biết ngày đầu tiên mà hỏi. Nặng thì nặng thật đấy, nhưng thư thục đã 36 tuổi sinh hai đứa con, vậy mà ngài còn để mắt đến ngủ với người ta. Gì, nói gì vậy? Cừu Kiêu nghiêm túc hỏi lại, ta đâu có chạm vào bà ta đâu. Nghĩ tên này giả ngơ giả ngẩn, Lục Y cũng chẳng thèm đôi co, gọn lòn bảo thôi sao cũng được, đằng nào bà ta cũng bị thiếu chủ giết rồi mà. Cừu Kiêu ngồi dậy hỏi lại ngay, sao lại giết bà ta? Ta giết bà ta làm gì? Đóng kịch hay đấy, Lục Y bày ra vẻ mặt biết tỏng rồi khỏi cần giấu, cười hi hi bảo thiếu chủ không cần che giấu trước mặt nô tỳ đâu. Nào ngờ đang vui ăn ngay cái tát của Cừu Kiêu lệch cả mặt. Máu phun ra một ngụm lớn, Lục Y bị lực của tên hải tặc con này đánh văng ra khỏi giường ngã rầm xuống đất. Cô ả không giận dỗi, dùng cả tay cả chân bò lại lên giường Cừu Kiêu mở miệng yêu, nô sai rồi, nô tỳ nói sai rồi, chủ nhân ngàn vạn lần đừng tức giận. Cừu Kiêu có tức gì đâu, lên gối thúc thẳng vào ngực Lục Y như những người anh em chí cốt lâu ngày gặp lại nhớ mùi đòn ngủ không ngon thôi mà. Cơ thể nhỏ bé của Lục Y chịu không nổi đòn đánh, trong mắt đá lên trên miệng hộp nước ngã huỵch xuống sàn vẫn liên tiếp bị Cừu Kiêu đá đạp không thương tiếc. Vừa thượng cẳng chân gã vừa chửi, tiện nhân cô nghe rõ cho ta, không nên diễn kịch cũng không nên dò thám trước mặt ta. Người ta giết ta liền dám nhận, chuyện ta chưa từng làm đừng hòng vu oan lên đầu ta. Bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê, nhưng nửa tỉnh vẫn đẩy Lục Y về phía trước nắm cẳng Cừu Kiêu năn nỉ, xin lỗi sai rồi nô tỳ biết sai rồi. Đến lúc đó gã mới tạm dừng, lấy tay nắm mớ tóc nhấc con nhỏ lên ngang tầm mặt mình gần giọng hỏi. Cô nói thư thục đã chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người dùng muối hạ độc Cừu Yêu Nhi, mà người hạ độc chính là đầu bếp thư thục. Cừu Yêu Nhi phái võ sĩ đi bắt nhưng nhà bà ta đã bị ai đốt thành cho bụi rồi. Cái gì cơ? Cừu Kiêu nghe chuyện như mình là người bị hạ độc, há miệng gầm lên một tiếng văng nước bọt, trong mắt như muốn nhảy hip hop never die ra ngoài,